Đưa hai cái tay của mình thật lớn lại và thật cao lên và hô thật lớn. Tay đây, tay đây nhá. Ở tay đâu, tay đâu ạ? Ở đó tất cả các chị hãy đặt hai tay của mình lên vai của người bạn bên cạnh của mình thật nhanh và giật một cái. Giật một cái. Ôi sao mà Đức Quang thế này ạ? Lửa cháy. Bắt đầu. Nhỏ quá. Lửa cháy. Quá bé. Lửa cháy. Lửa cháy bên nào thì các bạn nghiêng sang bên đó nha. Ok. Lửa cháy. Ôi bà Cùng phải cháy to thế này á? Ô thật lớn là bà Cùng nha. Lửa cháy. Lửa cháy nghiêng sang bên trái thì chúng ta nghiêng sang bên trái. Bên trái là bên nào ạ? Đầu. Cùng nhau nghiêng. Nghiêng chưa? Rồi, lửa cháy nghiêng sang bên trái tiếp. À, nghiêng chưa? Lửa cháy. Bọc cùng đâu ạ? Hô là lớn đi ạ? Lửa cháy. À, lửa cháy nghiêng sang bên phải. Rồi, nghiêng sang bên phải chưa? Các thành viên đây chỗ này sau là nghiêng sau. Đúng không? Với nhau thế này. Ok, tiếp tục. Lửa cháy. À, lửa cháy ngả về phía sau. Rồi, cháy ngả về phía sau nữa. Rồi, ngả về phía sau nữa. Rồi, xin được cảm ơn các bạn và xin một chào một tay thật lớn của tất cả các bạn. Quá tuyệt vời. Bên này đủ chưa?
Ok, và ngay sau đây anh có khả anh đã nhất tham khảo cao nhất sẽ giành được một phần quà vô cùng hấp dẫn từ ban tổ chức. 15 giây xin phép được bắt đầu. Đấy, các bạn muốn làm thế nào nhỉ? À, chơi kiểu trèo lên đấy nhá, ở chung dưới đây, chung dưới đây này, chơi lịch sự. Đấy, 15 giây bắt đầu. Đấy, tạo thành một cái tháp, cái tháp nào cao nhất sẽ được nhận ngay phần quà của ban tổ chức. Đấy, các bạn muốn làm sao thì làm. Đấy, tạo thành một cái tháp cao nhất. 3 9 8. Rồi, rất tập trung, vô cùng tuyệt vời. À, xong chưa? Còn 3 giây. 3 2 1. À, xin được cảm ơn ông nha. À, xong chưa? Hoa đã lớn được xong, rồi 100 đâu? Nhỏ quá, ví dụ này thế nào rồi? Được. Ok, ok. Xong chưa? Rồi, xin được cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Rồi, các bạn vô cùng. Nhỏ quá tuyệt vời. À, xin chúc mừng đội số 2, số 3 ạ? 3, 2, 2. À, xin được chúc mừng đội số 1+1 rồi giành chiến thắng. À, trong phần là trồng tháp vừa rồi. Và ngay sau đây thì xin mời thành viên của các đội từng đội một nhá, thành viên của đội một, xin mời các bạn sẽ di chuyển đến khu vực sân khấu nhá. Xin mời tất cả các bạn sẽ cùng di chuyển đến khu vực sân khấu. Được, bắt đầu âm nhạc, xin mời. Rồi, rồi, tuyệt vời quá. Ở đây là các bạn đang làm gì đấy, tiếp tục nhảy gì đấy? Để chúng ta cùng vui ở đâu nào, vui ở đâu? Nhỏ quá. Vui ở đâu nào, vui ở đâu?
tuyệt vời quá. Một phần âm thanh chuẩn bị giúp ban tổ chức ca khúc chưa ạ? Ok, 3, 2, 1, xin mời các bạn hãy cùng di chuyển nào. Mình bước, 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 rồi mình cùng bước, bước, bước. Rồi, di chuyển. Rồi, ok. À, các bạn hãy cùng người anh hát thật lớn. Và đồng thanh ca khúc nối vòng tay lớn. Áo ban tổ chức biết, chúng tôi ghi lại những hình ảnh, những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời. Yeah.